Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vào ngày hôm nay đã báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 đi ngang ở mức là 0% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong vòng 2 năm rưỡi vừa qua. Nhiều chuyên gia lo lắng về nguy cơ giảm phát của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đòi hỏi chính phủ phải kích thích mạnh hơn nữa nền kinh tế. Thông tin chi tiết từ nhóm phóng viên thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Chỉ số CPI đi ngang 0% ở tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, và thấp hơn mức tăng 0,2% của tháng 5. Lạm phát lõi, tức là chỉ số loại bỏ những mặt hàng có giá biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, chỉ tăng 0,4%, giảm so với mức tăng 0,6% của tháng trước. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất PPI đo lường chi phí hàng hóa tại cổng nhà máy giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức giảm sâu nhất gần 8 năm nay. Cục thống kê quốc gia Trung Quốc lý giải sự sụt giảm này là do giá hàng hóa giảm, bao gồm dầu và than. Chỉ số giá tiêu dùng đi ngang ở mức 0%, chỉ số giá hàng hóa PPI tiếp tục sụt giảm nhiều tháng liên tiếp, làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ giảm phát, niềm tin người tiêu dùng và doanh nghiệp chưa cao. Các chuyên gia nhận định chính phủ Trung Quốc sẽ sớm tung ra các biện pháp kích cầu nền kinh tế mạnh hơn nữa. Khi lực cầu trong nước và trên thế giới giảm, nhiều chuyên gia cho rằng các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc chưa đủ mạnh. Nếu người tiêu dùng tiếp tục dè sẻn chi tiêu, doanh nghiệp tiếp tục thu hẹp sản xuất giá dạ, sẽ tiếp tục giảm và nguy cơ giảm phát sâu thái bình phóng viên thường trú đài truyền hình việt nam